hai nguyên âm đơn chúng ta đọc nhanh là nó sẽ thành nguyên âm đôi. Ok, nào, E, I, E, I. Mở cái khoang miệng cho cô Violet khi phát âm tiếng Anh nhá. Chứ đừng có mà cứ ngậm tịt vào, thì mình đang luyện tập mà, mình đang học mà mình không chịu khó vận động cơ miệng thì làm sao mình phát âm hay được, phải không con? À phải là chú cũng giỏi quá. Nào, con phát âm cho cô Violet nha. E, I, E, I. Đọc nhanh này. E, I, E, I, E, I, E, 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 đúng không? E, đó, con đọc là miệng của mình là nó phải gì, nó phải mở là như vậy. E, A, 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 E, A. Ok, là con phát âm lại cho cô Violet nghe nè. A, đó, chuẩn luôn đó, đó. Nào, con quay sang mẹ con phát âm cho cô Violet nghe nè. Mẹ thử nghe xem con phát âm đã chuẩn chưa nào. Nào, chứ không phải là A, A, A như thế đâu nha. Mở cái khoang miệng ra nào. A, đó, cô nghe thấy con phát âm chuẩn rồi đó. Nào, phát âm lại nhé. Nào, quay sang mẹ bảo mẹ ơi, con phát âm giống cô Violet chưa? A, A, A. Giỏi thế, chú ơi giỏi thế, đúng không? Ừ. Ây,